ngay ở trong hiện tại. Thế nào là năm? Tùy văn cân nhắc suy tư các lý do và chấp nhận quan điểm này. Ba ra năm pháp này có hai quả báo ngay trong hiện tại. Tuy vậy này ba gia quả có điều được khéo tin tưởng có thể là trống không, trống rỗng, hư vọng. Trái lại có điều không được khéo tin tưởng có thể là thật, chân không thay đổi. Lại nữa này Parawaya, có điều được khéo tùy hỷ, được khéo tùy văn, được khéo cân nhắc suy tư, được khéo chấp nhận có thể là trong trống rỗng hư vọng. Trái lại có điều không được khéo chấp nhận có thể là chân thật, chân không thay đổi. Hộ trì chân lý này Parawaya, không đủ để một người có trí đi đến kết luận một chiều. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. 970. Hộ trì chân lý. Nhưng Gautama cho đến mức độ nào là hộ trì chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được hộ trì? Chúng họ ma về hộ trì chân lý này. Parawaya, nếu có người có lòng tin và nói đây là lòng tin của tôi, người ấy hộ trì chân lý, nhưng người đi đến cái đụng chiều, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Cho đến như vậy này Parawaya, là sự hộ trì chân lý. Cho đến như vậy chân lý được hộ trì, và cho đến như vậy chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý, nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. Này Parawaya, nếu có người có lòng tùy hỷ, này Parawaya, nếu có người có lòng tùy văn, này Parawaya, nếu có người có sự cân nhắc suy tư các lý do, này Parawaya, nếu có người chấp nhận một quan điểm và nói đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi, người ấy hộ trì chân lý, nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Cho đến như vậy này Parawaya, là hộ trì chân lý. Cho đến như vậy này Parawaya, chúng tôi chủ trương hộ trì. Cho đến như vậy này Parawaya, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý, nhưng ở đây chưa phải sự giác ngộ chân lý. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sám hối với cô, khi mà thượng theo ý thượng tọa Đắc Đẳng thì là người sẽ đọc thế cho cô để cho nhận chung. 971. Giác ngộ chân lý. Nhưng thưa tôn giả Gautama, cho đến mức độ nào là giác ngộ chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được giác ngộ? Chúng con hỏi tôn giả Gautama về giác ngộ chân lý. Ở đây này hại quá chắc, tỷ kheo sống gần làng hay một thị trấn, một gia chủ hay con trai một gia chủ đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham pháp, sân pháp, si pháp. Người này nghĩ rằng không hiểu vị tôn giả ấy có tham ái hay không. Do những tham ái này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: vị tôn giả ấy không có những tham pháp. Do những tham pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng tham.
Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng tham khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những tham pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về sân pháp, không hiểu vị tôn giả ấy có sân pháp hay không. Do những sân pháp này, tâm vị ấy bị chi phối, đến nỗi dầu không biết, vẫn nói tôi biết, dầu không thấy, vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết rõ như sau: tôn giả ấy không có những sân pháp, do những sân pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng sân. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng sân giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những sân pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các si pháp, không hiểu tôn giả ấy có si pháp hay không. Do những si pháp này, tâm của vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết, vẫn nói tôi biết, dầu không thấy, vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: tôn giả ấy không có những si pháp, do những si pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết, vẫn nói tôi biết, dầu không thấy, vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Thân hành của vị ấy là như vậy, khẩu hành là như vậy, là hành động của một người không có lòng si. Còn tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng si khéo giảng. Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không có những si pháp, người này sanh lòng tin đối với vị ấy. Với lòng tin sanh, người này đến gần. Khi đến gần, liền thân cận giao thiệp. Do thân cận giao thiệp nên lắng tai. Lắng tai, người ấy pháp. Sau khi nghe, liền thọ trì pháp. Rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì. Trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được quan hỷ chấp nhận. Khi các pháp được quan hỷ chấp nhận, ước muốn sanh. Khi ước muốn sanh, liền cố gắng. Sau khi cố gắng, liền cân nhắc. Sau khi cân nhắc, người ấy tinh cần. Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý. Và khi thể nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy. Cho đến mức độ này Bhagavata, là sự giác ngộ chân lý. Cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ. Và cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương sự giác ngộ chân lý. Nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là giác ngộ chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được giác ngộ. Và cho đến như vậy, chúng con thấy giác ngộ chân lý. 972. Chứng đạt chân lý. Nhưng thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là chứng đạt được chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được chứng đạt? Chúng con hỏi tôn giả Gotama về sự chứng đạt chân lý. Này Bhāra-vacca, chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Cho đến như vậy, này Bhāra-vacca, là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt. Cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương chân lý. Cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt. Và cho đến như vậy, chúng con thấy chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự chứng đạt chân lý, này Bhāra-vacca,
tinh cần được hành trì nhiều. Nếu không tinh cần theo đuổi chân lý thì không thể chứng đạt chân lý. Nhưng nếu tinh cần chứng đạt được chân lý, do vậy trong sự chứng đạt chân lý, tinh cần được hành trì nhiều. Trong sự tinh cần, giả Gotama, pháp nào hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tinh cần, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tinh cần, này Bharatvacha, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì không thể tinh cần theo đuổi chân lý. Nếu có cân nhắc sẽ được tinh cần. Do vậy, trong sự tinh cần, cân nhắc được hành trì. Sự cân nhắc tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cân nhắc, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cân nhắc, này Bharatvacha, cố gắng được hành trì nhiều. Nếu không cố gắng thì không thể cân nhắc. Nhưng nếu có cố gắng thì có cân nhắc. Do vậy, trong sự cân nhắc thì cố gắng được hành trì nhiều. Trong sự cố gắng, Gotama, pháp hành nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự cố gắng, pháp hành nào được hành trì nhiều? Trong sự cố gắng này phát ra ước muốn được hành trì nhiều. Nếu ước muốn đối với chân lý ấy không khởi lên thì không có cố gắng. Vì ước muốn có khởi lên nên có cố gắng. Do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được hành trì nhiều. Trong ước muốn, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con muốn hỏi tôn giả Gotama, trong ước muốn, pháp nào được hành trì nhiều? Trong ước muốn, này Bharatvacha, quan hệ chấp pháp được hành trì nhiều. Nếu không quan hệ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có quan hệ chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên. Do vậy, trong ước chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nhưng trong sự quan hệ chấp nhận pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng hỏi tôn giả Gotama, trong sự quan hệ chấp nhận pháp, pháp nào được? Trong sự quan hệ chấp nhận pháp, này Bharatvacha, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không quan hệ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự chấp nhận pháp. Do vậy, trong sự quan hệ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharatvacha, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Nếu không có thọ trì pháp thì không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ trì pháp nên có tìm hiểu ý nghĩa. Do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Trong sự thọ trì pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thọ trì pháp, chúng con hỏi tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thọ trì pháp, này Bharatvacha, nghe pháp được hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì không có thọ trì pháp. Và do có nghe pháp nên có thọ trì pháp. Do vậy, trong sự thọ trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. Trong sự nghe pháp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong pháp nào được hành trì nhiều? Trong này Bharatvacha, lóng tai được hành trì nhiều. Nếu có lóng tai thì không có nghe pháp. Và vì có lóng tai nên có nghe pháp. Do vậy, trong sự nghe pháp, lóng tai được hành trì. Trong sự lóng tai, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con tôn giả Gotama, trong sự lóng tai, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự lóng tai, này Bharatvacha, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Nếu không có thân cận giao thiệp thì không có lóng tai. Vì có thân cận giao thiệp nên có lóng tai. Do vậy, trong sự lóng tai, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Trong sự thân cận giao thiệp, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự thân cận giao thiệp, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự thân cận giao thiệp này, Bharatvacha, đi đến gần được hành trì nhiều. Nếu không đi đến gần thì không có thân cận giao thiệp. Và vì có đi đến gần nên có thân cận giao thiệp. Do vậy, trong sự thân cận giao thiệp, đi đến gần được hành trì nhiều. Trong sự đi đến gần, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự đi đến gần, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự đi đến gần, này Bharatvacha, được hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sanh thì không đi đến gần.
và vì lòng tin sanh nên đi đến gần. Do vậy, trong sự đi đến gần, lòng tin được hành trì nhiều. 973. Quy ngưỡng Tam Bảo. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Và do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về giác ngộ chân lý. Chúng con đã tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về chứng đạt chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về chứng đạt chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con hoan hỷ. Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con hỏi tôn giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong sự chứng đạt chân lý, tôn giả Gotama đã trả lời pháp nào được hành trì nhiều. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về bất cứ điều gì. Tôn giả Gotama đã trả lời các điều ấy. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận. Do vậy, chúng con hoan hỷ. Thưa tôn giả Gotama, xưa kia chúng con biết sự phân biệt như sau. Và ai là những sa môn trọc đầu, tiện nô, tháp nô, sanh từ gốc chân của Phạm Thiên? Và ai là những người hiểu biết chánh pháp? Thật sự, tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi con lòng ái kính sa môn. Đối với các sa môn, lòng tin kính sa môn với các sa môn. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung. Con xin trọn đời quy ngưỡng. Và Nam Mô Bụt Thầy Giá Chính. Kinh đến đây là chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa Tề Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ nói được nhiều. Hôm nay cái đường truyền của chúng tôi nó cũng bị thôi, nhưng mà sư tự tri đã giúp cho chúng tôi gỡ bỏ cái bản thóc cũ và download cái bản thóc mới. Và rất tốt thưa quý vị. Khi nãy giờ chúng tôi không có nghe bị gián đoạn, nghe không bị gián đoạn và nghe rất rõ. Và một điều rất là quan hệ, bài kinh hôm nay mặc dù dài nhưng mà bài kinh có cái ý nghĩa rất quan trọng và rất lý thú, đã giúp cho chúng ta hiểu những cái vấn đề rất quan trọng. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ nói tóm tắt như là lại là đúc kết lại thôi. Kính thưa quý vị, bài kinh được mang tên là Chăng Ki Xuất Tát, là tên của, lấy tên của vị Bà La Môn khởi xướng cái việc mà cùng với hội chúng Bà La Môn đi đến ý kiến Đức Phật. Nhưng mà thực tế thì nội dung của bài kinh là do các cái câu hỏi của vị thanh niên Bà La Môn trẻ Kapatthika đã hỏi Đức Phật. Mới đầu khi mà chúng ta nghe vị Bà La Môn này, vị thanh niên Bà La Môn này hỏi, chúng ta có cảm giác theo người Việt
người Việt Nam của mình có cái thành ngữ gọi là nấu giật lân đó. Tức là hỏi này vừa xong là cứ dựa vào cái chỗ đó, cứ hỏi cái khác, cứ như thế đó mà hỏi tới. Tuy nhiên những cái câu hỏi giật lân này giúp cho chúng ta có nhiều cái ý nghĩa rất là quan trọng. Ở đây chúng tôi trước hết là xin trình bày quý vị về lời dạy của Đức Phật khi mà Bà La Môn trẻ Kāpatthika hỏi Đức Phật. Khởi đầu thì Kāpatthika đã hỏi Đức Phật: Ngài nói như thế nào khi mà các vị Bà La Môn thông hiểu chú thuật về kinh điển Vệ Đà đã nói cái này là chân lý, còn tất cả những cái khác thì nó đều là hư vọng, không thật? Thì Đức Phật Ngài mới hỏi rằng là trong số các vị Bà La Môn ai biết được điều đó để mà tuyên bố rằng là chỉ có cái này là thật, còn những cái điều khác là giả? Thế là Kāpatthika nói là không biết, không có ai hết. Lúc đó Đức Phật Ngài mới hỏi tiếp: vậy thì bây giờ không có ai biết, nhưng mà hồi xưa những cái vị Bà La Môn thời xưa đó, như là Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamitta, Yavatthakvi, Angirasa, Pharaja, Vasattha, Kaspa, Phagu, thì những vị đó là những vị sưu tầm thánh khú mà nay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên. Nhưng mà những vị xưa kia đó, họ có nói là chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm không? Thưa không, thưa tôn giả. Thì Đức Phật Ngài đưa một cái hình ảnh mà ở trong trường bộ kinh, bài kinh Sonadana có nghe đó. Đức Phật Ngài nói rằng các vị Bà La Môn này cũng giống như là cái chủ người mù ôm nhau mà đi. Người trước không thấy gì cả, và những người sau cũng không thấy gì cả, chỉ nhắm mắt mà bước đi thôi. Người này cứ tin tưởng người kia nói gì thì họ nghe theo. Nhưng mà Bà La Môn Kāpatthika chống chế rằng các Bà La Môn không phải là chỉ dựa trên tin, mà ở đây còn dựa trên những điều đã được nghe, gọi là anusawa. Đúng là chữ anusawa dịch là tùy văn, là chữ Hán đấy sư quý vị. Nhưng mà cái này nó có nghĩa là lời đồn, lời đồn đãi. Cái người này nghe truyền thuyết đó,
chúng ta gọi nghe truyền thuyết. Nghe truyền thuyết người kia nói vậy thì mình nói theo chứ không biết gì hết. Đức Phật nói nha, dù cho tin hay là nghe đồn đãi thì ở đây cũng phải chú ý ở hai điểm. Thứ nhất là tin, thứ hai là thuận theo, thứ ba là nghe theo, thứ tư là suy luận về dữ kiện akara parimitako, và thứ năm là chấp nhận quan điểm nichana khẩn tí. Nhưng mà năm cái điều này đó, cho dù chỉ dựa vào một điều nào cũng cần phải, Đức Phật ngài dạy cần phải để ý. Bởi vì có những điều mình được tin đó, nó có thể là nó sai. Cũng có những điều mình tin là đúng. Sự tùy hiểu quý vị, mình tùy hiểu có những điều sai, có những điều đúng. Mình nghe theo quý vị, có khi nghe sai, có khi nghe đúng. Mình suy luận dữ kiện cũng có lúc sai, cũng có lúc đúng, cũng có trường hợp sai, trường hợp đúng. Và cái sự chấp nhận quan điểm cũng có khi sai, có khi đúng. Cho nên năm cái vấn đề đó đã giúp cho chúng ta một bài học. Không phải lúc nào tin cũng là đúng, không phải lúc nào mình thích cũng là đúng, rút trí. Không phải lúc nào mình nghe đồn cũng là đúng. Anusavana. Không phải lúc nào mình suy tư cũng là đúng. Parivat. Vitakka. Parivitakka. Không phải lúc nào chúng ta chấp nhận quan điểm gọi là đúng. Bởi vì phàm phu chúng ta chưa có giác ngộ, chưa có hiểu được, chưa có chứng đạt được cái chân lý, thì mấy cái đấy chúng ta phải thận trọng. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật ngài dạy cho chúng ta một cách trước hết là Đức Phật ngài nói rằng này Pharadaca, tất cả những cái sự kiện đó không đủ để đi đến kết luận một chiều chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Bởi vì phải biết hộ trì chân lý, phải biết khám phá chân lý, và phải biết chứng đạt chân lý. Giờ qua cái ba cái khía cạnh đó,
Thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ như thế nào là hộ trì chứng lý? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì chứng lý. Cái hộ trì chứng lý ở đây đó, tức là gìn giữ cái sự thật Satchan Anurakhati, bởi vì ở đây Đức Phật ngài dạy khi một người có lòng tin đó, tin vào một vấn đề gì, nếu như người đó nói rằng đây là lòng tin của tôi tin nó là như vậy, cái đó là mình chỉ nói riêng cá nhân của mình. Bởi vì nếu mà mình tin cái gì mà mình nói cái đó nó là chân lý là sai, chưa chắc cái điều mà mình tin là đúng. Do đó cho nên hãy mình tin rồi nói theo tôi tin là như vậy, thì cái đó là mình hậu trì chân lý, mình giữ cái chân lý, giữ sự thật đó thưa quý vị. Cách đó là cái cách mà nói chuyện rất khéo để không bị rơi vào, không có cái kẽ hở, không rơi vào cái chỗ mà người ta có thể bác bỏ được. Hoặc là nếu mình vui thích theo cái điều đã được biết đó, thì mình chỉ nên nói rằng tôi thích điều đó, chứ mình không thể nào mà thích cái gì mình cho cái đó là đúng. Cũng như thưa quý vị, có những người họ thích ăn sầu riêng, họ nói rằng chỉ có sầu riêng là ngon chứ còn thứ khác không có ngon. Nói như vậy là sai. Cái chỗ mà mình thích mà gặp người khác họ không thích cái mùi sầu riêng thì họ sẽ phản bác lại. Cho nên mình thích thì mình chỉ nói tôi thích, chỉ vậy thôi, rút chí. Thì cái đó là mình hộ trì chân lý, mình giữ cái chân lý. Hoặc là khi chúng ta nghe người ta đồn đãi, thí dụ như những cái tin tức mà chúng ta xem ở trên mạng về corona chẳng hạn, khi mà chúng ta muốn nói cho người khác nghe đó, thì mình chỉ nên nói rằng tôi được nghe ở trên báo đài người ta nói về, chứ đừng có nói rằng tôi biết như vậy hay sự kiện đó là như vậy. Nói như vậy có lẽ chúng ta khẳng định cái điều mình nghe đó là đúng, chỉ là tôi được nghe người ta nói như vậy, thì như vậy người này biết bảo vệ chân lý. Hoặc là khi cân nhắc suy tư các cái dự kiện đó, thì nói theo tôi nghĩ là như vậy, theo tôi nghĩ là như vậy thôi, chứ không phải cái sự suy tư của mình, suy nghĩ của mình rồi mình cho rằng cái đó là như vậy. Thì đây là cũng là cái cách mà chúng ta khéo nói để chúng ta không rơi vào cái cực đoan. Rồi một cái nữa là khi mà
mình chấp nhận một quan điểm gì thì mình chỉ nên nói rằng đây là cái quan điểm của tôi được chấp nhận, tôi đã chấp nhận cái quan điểm của tôi đã chấp nhận, thì người ấy là người hộ trì chân lý, chứ không có, chứ người ấy không có đi đến kết luận một chiều chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Thì năm điều đó thì quý vị cẩn thận, cái cách nói đó chúng ta nói một cách cẩn thận. Khi mà chúng ta muốn trình bày một cái vấn đề gì thì mình phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề đó, thì mình chỉ nên nói tôi nghe, tôi nói, tôi suy nghĩ như vậy thôi, còn cái chuyện đúng hay sai tôi không biết, quý vị có cao kiến gì thì quý vị chỉ dạy thêm vân vân. Thì cái đó là một người nói chuyện thận trọng. Còn chưa chi cả mình chỉ nghe, mình chỉ nghe đồn, hay là mình tin điều đó, hay chỉ cá nhân của mình quan hệ với điều đó mà mình cho rằng cái điều đó là đúng, thì như vậy cái đó là chúng ta sai, cái đó là chúng ta không có bảo vệ chân lý. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải chú ý. Nhưng mà chúng ta chỉ, khi mà chúng ta qua năm điều này, chúng ta chỉ mới có gọi là người hộ trì chân lý thôi, bảo vệ chân lý thôi, một người bảo vệ chân lý, bảo vệ sự thật. Chúng ta phải bước thêm một bước nữa, tức là phải khám phá chân lý. Ở đây cái chữ Anupuchati, Sachang Anupuchati, tức là khám phá chân lý. Thượng tọa Giác Đẳng dùng cái từ rất là hay là khám phá chân lý, chứ không nên dùng cái tiếng gọi là giác ngộ chân lý. Vì hãy giác ngộ chân lý thì nó lại trùng với cái vấn đề chứng đạt chân lý. Cho nên ở đây chúng tôi có suy nghĩ, có cân nhắc về cái từ ngữ này. Nếu mà giác ngộ thì chỉ là Sampuchati hoặc là Puchati là đủ rồi. Còn này Anupuchati có nghĩa là cái sự khám phá, cái sự tìm hiểu, cái sự tìm hiểu chứ không, chưa phải là hiểu. Thì bây giờ mình hộ trì chân lý rồi đó, nhưng mà bây giờ chúng ta phải biết khám phá cái chân lý. Một người Phật tử khi mà nghe pháp, một cái vị pháp sư và thuyết pháp chúng ta nghe xong thì chúng ta mới suy nghĩ vị này đang thuyết về vô tham vô sân vô si, mà nếu mình cảm thấy rằng là ở vị đó nói như vậy nhưng mà vẫn còn có sự tham chấp, hay là nói như vậy nhưng vị vẫn còn nóng tính, như vậy vị nó chưa có đạt được, vị nó chưa phải là người thật sự là không tham, không sân, không si. Không phải chúng ta nghe mà chúng ta phải tìm hiểu. Khi mà chúng ta muốn khám phá chân lý thì chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải so sánh. Sau khi tìm hiểu so sánh, chúng ta mới khám phá được cái này là chân lý. Nói một cách khác, tức là chúng ta phải có cái sự trải nghiệm, hay là chúng ta có một cái sự
bảo chứng thì chúng ta mới đi đến kết luận. Chứ còn khi mà chúng ta chỉ nghe suông mà chúng ta không có cái sự suy tư hay không có cái sự mà so sánh đối chiếu thì chúng ta sẽ bị sai. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài sắp viên tịnh Niết Bàn, Ngài cũng thường dạy các vị tỳ kheo. Sau này có nghe, các ngươi có nghe những vị trưởng lão tỳ kheo, những vị thượng tọa tỳ kheo, hay là có những vị tân tỳ kheo, và tuyên bố rằng cái này là lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Bậc Đạo Sư. Các ngươi chớ có vội tin, chớ có vội bỏ, mà cần phải cân nhắc, so sánh với kinh đối chiếu với luật. Nếu thấy tương ứng với kinh với luật thì các ngươi mới thọ trì. Đây là lời dạy của Đức Thế Tôn. Còn nếu như so sánh với kinh đối chiếu với luật mà thấy cái lỗi của vị ấy nó không có phù hợp, không có tương ứng với kinh với luật, thời như các ngươi cần phải biết rằng không phải là lời dạy của Đạo Sư. Cho nên khi mà chúng ta muốn khám phá chân lý có cái sự cân nhắc kỹ lưỡng. Cân nhắc bằng cách là chúng ta nghe, chúng ta phải so sánh, biết so sánh, thì như vậy chúng ta mới đi đến chỗ gọi là khám phá chân lý. Đó là khía cạnh thứ hai mà Đức Phật đã trả lời, đã giải thích cho Bà La Môn Kāpatthika nghe. Nhưng mà Ngài nói khám phá chân lý như vậy chưa đủ, mà phải chứng đạt được chân lý. Cái phần mà chứng đạt nó rất là quan trọng. Đây là cái đoạn kết mà Thế Tôn muốn nhấn mạnh để giúp cho Bà La Môn đó. Một người chứng đạt chân lý không phải tự nhiên không, mình học, mình nghe rồi cái mình tuyên bố đây là sự thật, đây là chân lý, còn những cái điều khác là hư vọng. Mà tuyên bố như vậy mình chưa có chứng đạt chân lý, làm sao mà dám tuyên bố điều đó? Bởi vì cái sự chứng đạt chân lý đó nó phải qua nhiều cái khía cạnh. Khi mà Kāpatthika thanh niên Bà La Môn hỏi Đức Phật thế nào gọi là chứng đạt chân lý, Saccang Anuppappunnati, Anuppappunnati, cái sự chứng đạt chân lý này, thưa Samun Gautama, chúng con hỏi, chúng con hỏi Ngài về cái pháp đa tác dụng có hút ca răng thâm ăn. Hỏi cái pháp tác dụng để chứng đạt chân lý. Đức Phật đã tuần tự. Trước hết Đức Phật đã dạy rằng Sacca Anuppatthiya Kho Pharadvaca Patthanam Pokkara. Quý vị nhớ cái pháp thứ nhất là Patthana Pokkara. Cái sự tinh cần đó là cái pháp tác dụng của cái việc mà chứng đạt chân lý. Bởi vì không thể mà lười biếng, suy tư,
mà chỉ nghe ai nói sao nghe vậy, nói sao nghe vậy, thì không bao giờ, không bao giờ chúng ta đạt được chân lý. Quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Nãy giờ chúng tôi lo thuyết giảng, chúng tôi quên, quên hỏi gì. Dạ, cảm ơn quý vị. Hôm nay được, hôm nay chúng tôi nghe tốt và giảng và âm thanh tốt cũng nhờ sư tự tri đã giúp cho chúng tôi cải thiện, bỏ bệnh thuốc cũ và lấy cái chương trình bệnh thuốc mới, cho nên mới nghe không bị gián đoạn này. Nói để cho hội chúng tùy hỷ quan hỷ. Cái thứ hai đó thưa quý vị, cái pháp tác dụng để có tinh cần là gì? Pháp tác dụng để có tinh cần, bát tha nát sát khu pharadva chát tần na pokara, tức là cái sự cân nhắc để đạt đến sự tinh tấn. Không phải mình chỉ siêng năng là đủ, mà mình làm việc gì mình cũng phải có cái sự cân nhắc, cái chỗ nào đáng chăm chỉ thì chăm chỉ, không đáng thì thôi, đáng siêng năng thì siêng, còn không đáng siêng thì thôi, chứ không phải lúc nào cũng siêng. Đó là thứ hai. Thứ ba, cái pháp tác dụng để cân nhắc đó, đó là cái sự nỗ lực. Tu là na giác khô pha ra đo chát u sa hô ca rù, sự nỗ lực này là cái sự chịu khó chịu cực, dầu cho gặp trở ngại khó khăn cũng ráng lướt qua chứ không có bỏ cuộc. Thì đây là cái cách mà để cân nhắc. Đối với điểm này thưa quý vị, chúng tôi mới thấy có một điều mà chúng tôi khi mà dịch kinh hay là soạn những cái tác phẩm kinh điển thưa quý vị, có những chỗ chúng tôi phải cân nhắc cả buổi trời, một buổi sáng như vậy đó, là chúng tôi chỉ có viết đâu được một, được nửa trang thôi, nửa trang thôi, bởi vì cái sự cân nhắc thận trọng mà muốn được như vậy là chúng tôi phải chịu khó của xã hội và chịu khó phải tra cứu kinh điển chỗ này chỗ kia, hoặc là tra cứu từ điển vân vân, để chọn lọc những từ cho nó hợp tình hợp lý, nó hợp với ngữ cảnh, hợp với pháp. Làm việc cũng khó lắm thưa quý vị, chứ không phải là cứ là nhìn bên kia rồi sao chép lại đâu. Không phải nhìn bên kia rồi sao chép lại. Khi nào mà chúng tôi không có vào rung thôi, khi chúng tôi vào rung thưa quý vị, giữa bài kinh ngày hôm nay thuyết giảng, giữa bài kinh đó là chúng tôi đã xem trước, chúng tôi đã cân nhắc trước, chúng tôi phải usahu, tức là phải có cái sự cố gắng để mà đi truy tìm những cái chỗ khó khăn, phải tìm cho ra cái lý lẽ của bài kinh đó. Cho nên chúng ta muốn có cái sự cân nhắc cho nên chính xác là chúng ta phải có cái sự cố gắng. Và bây giờ
để có cái sự cố gắng thì phải cái gì, cái pháp nào dùng, cái pháp tác dụng nó là gì? Usahasa khu faradavacha chando umukaro, cái sự ước là cái pháp tác dụng cho cái sự cố gắng. Nếu mình không có lý tưởng, không có cái sự hoài bão thì là chúng ta chán lắm, chúng ta không có nỗ lực được, chúng ta không cố gắng được. Nhưng mà tại sao cố gắng? Nói một cách khác là biết yêu nghề. Nói một cách nôm na vậy là yêu nghề. Là khi mà mình đặt cái vấn đề pháp, diễn giảng pháp như là một cái lý tưởng, một cái lý tưởng lợi ích cho mình, cho người khác, lợi ích cho mình là tạo cái phước trí, và lợi ích cho người khác là mình đem chánh pháp để nói cho người khác nghe, mong cho người khác hiểu được chánh pháp. Thì khi mình có cái sự ước muốn như vậy, có cái nguyện ước, nguyện vọng như vậy đó, thì nó sẽ là cái động cơ giúp cho chúng ta có sự nỗ lực, dù cho vất vả cũng cố gắng, vì chúng ta có cái sự ước muốn thành đá. Mà bây giờ cái chữ thành đá, bây giờ có cái sự ước muốn là phải là sao? Phật pháp, nếu mà một người mà không có nhập pháp thì không có tâm nhập pháp, thì không có cái sự ước muốn, không có hoài bão, không có lý tưởng được, nó khô khan quá thưa quý vị. Nội cái vấn đề mà nghe pháp không là cũng chán rồi, đừng nói chi là ngồi và suy tư. Nghĩa là chúng ta muốn có cái hoài bão là thành đá sắc khô phan đồ chát tham má nicha nắp thành tiết vong cà ra, cái pháp tác dụng để giúp cho có cái ước nguyện, ước vọng đó là phải có cái sự thể nhập pháp. Rồi ở đây thưa quý vị, thứ sáu là khi mà muốn, khi mà chúng ta chấp nhận pháp á, tham anh cha na thành thi dục phật ra đồ chán atu pa perka bhukara. Là chúng ta phải tìm hiểu nghĩa. Bởi vì nếu mà mình không có tìm hiểu nghĩa đó, Atupaparikha, tự nhiên là mình không có chấp nhận cái pháp đó. Mà không chấp nhận pháp làm sao mình có cái sự quan hỷ trong pháp đó được. Cho nên không có tìm hiểu ý nghĩa thì không có quan hệ chấp nhận pháp được. Cái điều này cũng rất là quan trọng. Khi mà học cái bài kinh Trung Bộ nào cũng vậy thưa quý vị. Có những bài kinh đơn giản, có những bài kinh rắc rối lắm. Mà khi đó chúng ta không có tìm hiểu ý nghĩa, không có thấy rõ, không có biết được cái nghĩa lý của cái kinh đó, của cái đoạn pháp đó, thì chúng ta không thể nào có sự quan hỷ trong pháp. Cho nên cái pháp, cái sự tìm hiểu ý nghĩa nó cũng là một cái pháp tác dụng để giúp cho chúng ta có sự quan hỷ trong pháp.
Và bây giờ cái gì là pháp tác dụng cho cái việc tìm hiểu ý nghĩa Atupaparikara Khaya Khu Phanadvacha Thamakharanapara, tức là phải nắm giữ pháp. Cái chữ Thamatharna đó tức là sự nắm giữ pháp. Bây giờ cái vốn liếng mình ít quá, hay làm sao mình tìm hiểu được cái nghĩa của pháp được? Cái vốn liếng chi pháp phải dày đặc ở trong đầu á. Bởi vì thưa quý vị, ai mà nói rằng là không cần học các bộ kinh khác, không cần học tạng vi diệu pháp vân vân, chỉ cần học trung bộ kinh là đủ để tu rồi, người đó nói vậy là nói ngoa thưa quý vị. Bởi vì ở trong trung bộ kinh đó, quý vị muốn hiểu là quý vị phải nắm được, phải nắm được pháp ở trong vi diệu pháp, trong Abhidhamma Pitaka trong A Di Đà, phải nắm trường bộ kinh, phải nắm được tăng chi tương ưng bộ kinh, nắm luôn cả cái chú giải Visuddhimagga cho hiểu được cái bài kinh đó, phải nắm được pháp Thamatharana, chứ đâu phải chỉ đơn giản. Quý vị nào mà có đọc qua cái bộ Thanh Tịnh Đạo mới biết, vị nào mà không nắm được pháp ở trong tâm tạng đó, đọc Thanh Tịnh Đạo mà hiểu được là chúng tôi cúi cho đấy. Không nắm được pháp là không hiểu được Thanh Tịnh Đạo. Bởi vì trong Thanh Tịnh Đạo là dẫn chứng rất nhiều về kinh tạng và A Di Đà, nội cái phần tuệ ở phía sau thôi là chúng ta thấy cũng có vấn đề. Cho nên ở đây cái điều thứ bảy là Thamatharana. Nhưng mà bây giờ muốn nắm được pháp thì cái gì là pháp tác dụng, cái gì là nhân tố? Thưa quý vị, Đức Phật dạy rồi Thamatharana yakho faradavacha Thamasavanang bông đà, tức là phải nghe pháp. Cái sự nghe pháp đó là pháp tác dụng cho cái việc mà nắm pháp. Nhờ chúng ta có nghe nhiều, như Phật tử chúng ta đêm nào ngày nào cũng vào trong rung để nghe pháp, nghe riết rồi nghe pháp cho nhường lỗ tai đó, rồi suy nghĩ pháp cho nhường ý riết, rồi chúng ta cũng biết được nhiều. Bằng chứng như là những cái câu trắc nghiệm đưa lên ABC là Phật tử chúng ta chọn, đa phần là chúng ta chọn câu nào cũng đúng cả, chọn đáp án đúng hết. Thì như vậy rõ ràng là nhờ quý vị có cái sự nghe pháp cho nên mới nắm được pháp. Mà nắm được pháp thì mới hiểu được pháp, mà hiểu được ý nghĩa đó thì chúng ta mới có cái sự quan hỷ trong pháp không vật. Rồi thứ chín, cái nhân tố mà giúp cho cái sự nghe pháp, hay là cái pháp tác dụng của sự nghe pháp của ca răng, Đức Phật này dạy rằng Thamasavanassa khu phanadavacha Sota và tha nắng và khu cà rằng, cái sự lắng tai, lắng tai, mà lắng tai hay lóng tai, lóng tai nghe, ngồi và nghe pháp như ở trong rung, bài pháp được thuyết giảng rồi chúng ta cứ mở máy để đó, chúng ta chạy đi làm công việc này công việc kia,
chúng ta không có chú ý, không có chịu lắng tai, làm sao mà chúng ta có thể nghe pháp được? Ngồi trên chánh điện nghe pháp, ngồi giữa hội chúng nghe pháp cũng vậy, cứ lo sợ ở trong giỏ lấy cái này lấy cái kia, hoặc là xoay qua người này nói chuyện, xoay qua người kia nói chuyện, không chịu lắng tai nghe pháp thì làm sao hiểu được? Cho nên nghe pháp mà muốn có kết quả thì phải lắng tai. Mà cái gì là yếu tố tác dụng cho cái sự lắng tai? Sota vata nasakho faradvaca payiru payiru pasana pukara. Cái sự thân cận, nghĩa là chúng ta phải thường thân cận với các bậc thiện trí, chúng ta mới lắng tai được. Chứ nếu mà chúng ta không chịu thân cận, không chịu gần gũi với các bậc thiện trí, làm sao chúng ta có thể lắng tai nghe pháp? Không lẽ chúng ta đi ở ngoài đường, chúng ta lắng tai nghe gió thổi qua chúng ta hiểu pháp? Chúng ta phải thường xuyên đi tìm đến gần các bậc đó. Rồi làm sao để chúng ta thân cận được với các bậc trí, giao du với các bậc thiện trí? Vayi rupa sanaya kho paradocha upasankamanam pamukaran, là phải đi đến. Chúng ta có đi đến thì chúng ta mới thân cận. Những vị Bà La Môn mà cứ ở yên một nơi rồi cứ nghe ngóng rồi cứ chỉ trích Đức Phật, rồi không bao giờ mà ông ta giác ngộ được chân lý. Ông ta phải đi đến. Khi mà ông ta đi đến rồi đó, tức là gần với Đức Phật rồi đó, thì ông ta mới hiểu như là ông thanh niên Kapatika này. Ông ta nghe pháp xong cuối cùng ông ta mới nói: bạch thưa Sa môn Gotama, hôm nay con nghe có hỏi những câu hỏi ngài Gotama nói con mới biết, con mới hiểu. Từ trước giờ con có cái ấn tượng là nghe người ta nói những Sa môn đầu trọc là tiện nô, hắc nô vân vân. Bây giờ con đến gần con mới được biết là không phải là như vậy. Rõ ràng là đến gần thân cận rồi mới biết, chứ còn ở xa mà nghe nói làm sao biết được. Nhưng mà cái yếu tố mà để giúp cho đi đến đó, thì quý vị biết là gì không? Upasankamas kamanasa kho faradvaca sattha bahukara. Chính nhờ cái đức tin, có đức tin mới làm cái yếu tố để giúp cho mình mới đi đến. Bà La Môn Sanki, các bạn hôm nay Sanki các bạn hôm nay, nếu mà ông ta không có tin tưởng Đức Phật á, là ông ta không có đi đến, có niềm tin mới đi đến được. Như là ông triệu phú Anathapindika Surata, ông có cô độc á. Lần đầu tiên ông ta đến nhà của người anh rể và được biết người anh rể đã chuẩn bị để ngày mai cúng dường đến Đức Phật và chúng tỳ kheo. Chỉ nghe cái từ Đức Phật thôi, rồi tối đó ông ta trằn trọc, ông ta thao thức không ngủ không được, ông ta muốn đi tìm Đức Phật liền. Ông ta bỏ nhà đi, đi qua một cái đoạn đường rất dài và phải xuyên qua cánh rừng, phải xuyên qua cái bãi Tha Ma mộ địa. Nhưng mà ông ta vẫn đi. Và chính nhờ cái đức tin đó mà giúp cho ông ta có sức mạnh, và ông ta mới đi đến gần Đức Phật được, để ông ta chứng quả Tu Đà Hoàn. Cho nên ở đây khi mà người Phật tử chúng ta hiểu được cái chỗ này,
thì chúng ta sẽ thấy rất là quan trọng. Như vậy thì có 11 cái pháp, có 11 pháp mà nó liên đới với nhau để giúp cho chứng đạt được, để giúp cho chứng đạt được chân lý. Bắt đầu có đức tin, đức tin mới đưa đến, mới thúc đẩy cho đi đến. Có đức tin rồi mới đến gần rồi mới thân cận rồi mới lắng tai mới nghe pháp xong thì mới nắm giữ được pháp thì mới hiểu được ý nghĩa của pháp. Mà hiểu quan hỷ pháp thì mới khởi lên cái sự ước muốn hoài bão. Mà muốn hoài bão thì mới có sự nỗ lực cố gắng, mà cố gắng thì mới cân nhắc được, cân nhắc thì mới có sự tinh tấn được, tinh tấn được thì lúc đó mới là chứng đắc được cái chân lý. Thì thưa quý vị, ý nghĩa của bài kinh mà chúng tôi tóm lược lại nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Tất cả những điều đó nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta ghi lại và chúng ta làm cho mình một cái dàn bài thì chắc chắn là chúng ta sẽ nắm được cái bài kinh, nội dung của bài kinh. Thì hôm nay do vì bài kinh dài và ở đây hôm trước chúng tôi có đề nghị sư thượng tọa giáo đẳng cứ việc cho đọc hết bài kinh để chúng ta nghe nghe được bài kinh. Và do vì bài kinh dài nên chúng ta đến 9 giờ chúng ta mới thuyết giảng. Chúng tôi thuyết trong 45 phút, bây giờ chỉ còn có 15 phút, xin cung thỉnh thượng tọa giáo đẳng điều họp cho cái phần thảo luận cuối cùng với chư tăng. Nam mô Bụt Thầy. Sa tu kính dâng chư tổ đại sư, và bạch chư tôn đức và thư vị phật tử, chúng ta chỉ còn 15 phút thôi, và có lẽ là ở trong rừng chỉ có mình chư tổ đại sư và chúng tôi đang có mặt, nên chỉ chúng tôi xin được những lời chia sẻ một vài điều để cho suy nghĩ trong giây lát. Thưa quý vị, chúng ta thường nói đến chân lý và chúng ta hay đặt câu hỏi là cái gì là chân lý, và khi mình khám phá cái chân lý thì cái chân lý đó nó màu nhiệm, chân lý đó nó tuyệt vời như thế nào. Nhưng mà cách nói nó thật ra thì nó chung chung lắm, nói chung chung. Nói như vậy thì thưa quý vị, chúng ta quên đi một số điểm rất là căn bản và cũng rất là tốt. Khi mà chúng ta nghe một vị thanh niên thông thái và là một vị này nêu lên những câu hỏi, và những câu hỏi đó cho thấy rằng vị này biết cách hỏi và đúng là một người có hiểu biết. Và dĩ nhiên Đức Phật là một đại giác, người ta trả lời. Ở đây có những điểm mà chúng ta hay quên, đó là cái thái độ tôn trọng sự thật. Thái độ rất là quan trọng. Chúng ta thường nghĩ đến chân lý là cái gì truyền thống, cái gì mà cổ xưa để lại thì phải là chân lý. Nhưng mà kỳ thật thì trước khi mà chúng ta nói chân lý là gì thì chúng ta phải có một thái độ đối với tôn trọng sự thật. Đó là thái độ khách quan. Đó là thái độ nó vượt ngoài những cái định lệ, những cái thông lệ thường mà chúng ta thường có. Rồi chẳng những mà chúng ta phải có thái độ tôn trọng sự thật, và thưa quý vị, chúng ta còn phải có một cái phương thức để hiểu sự thật. Ở trong những cái lĩnh vực mà người Tây Phương họ thì cống hiến chúng ta trên phương diện học thuật, ở trong thế giới đương đại đó, là người ta nói là cái approach, cái phương thức để mà chúng ta tìm hiểu, để research rất là quan trọng. Ngày nay tại tất cả các quốc gia tiến bộ đó, người ta đều có một cái ngân quỹ rất lớn ở cho những cái công trình nghiên cứu, những công trình research họ đầu tư. Nhưng mà trong những công trình nghiên cứu đó thì người ta phải có cái phương thức tìm ra cái hợp tình hợp lý.
Chúng tôi lấy một ví dụ như là trường hợp thuốc để uống trị bệnh, như trường hợp chúng ta đang tìm thuốc COVID-19 nhé hả? Thì cái cách của người Việt Nam của chúng ta đó, đơn thuần là mình nói rằng cái thuốc này uống hay lắm, trị tiểu đường. Tại vì mình đã nghe là ông A uống hết, ông B uống hết. Đối với một cái người mà hiểu về cái phương thức khoa học á, thì cái đó nó không đáng tin. Tại sao nó không đáng tin? Để chúng tôi lấy một ví dụ như là nếu mà bản thân tiểu đường mà chúng tôi uống một thứ gì đó rồi chúng tôi thấy đường nó xuống, thì người ta phải quan sát về nhiều khía cạnh. Có thể rằng ở trong thời gian đó cái sự ăn uống chúng tôi nó khác đi, hay đường nó xuống, hay có thể là mình ăn kèm với cái thứ gì đó, hay là mình thay đổi lối sống, tự nhiên nó đi xuống. Thật ra ở một cái phương thức mà người ta nói là cái kiểm nghiệm đối chứng. Thế nào kiểm nghiệm đối chứng? Là khi chúng tôi muốn kiểm nghiệm một cái phương thuốc gì đó, thì họ tìm ra 100 người bị tiểu đường, 100 người khác cũng bị tiểu đường. Và trong 200 người bị tiểu đường, họ chia làm hai rồi đó. Thì một bên đó là có uống thuốc, một bên là không uống thuốc. Nếu cái bên uống thuốc mà nó hết, bên không uống thuốc mà nó không hết, thì cái đó là một phương pháp đối chứng. Nếu mà chúng ta chỉ có 100 người mà uống rồi là hết, thì thưa quý vị, cái đó không phải là một phương pháp đối chứng. Đó là vấn đề tại sao mà ngày hôm qua có một tranh luận rất lớn giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và những vị bác sĩ. Tại vì những bác sĩ nói rằng một vài người họ uống thuốc thì sốt rét họ có thể hết, nhưng mà không hẳn chuyện đó hết. Ở trên cái nhìn của khoa học đó là họ phải tìm hai nhóm giống nhau, và một nhóm á thì uống, nhóm không uống, thì mới biết cái đó nó có kết quả hay không. Thì như vậy cái approach, một cái phương thức của chúng ta kiểm nghiệm sự thật, cái phương mà chúng ta tìm hiểu rất là quan trọng. Còn chúng ta thường, thưa quý vị, tội nghiệp chúng ta có đôi khi chúng ta đưa ra điểm gì đó, chúng ta chỉ lấy một chiều một người, như một người đó hết bệnh không có nghĩa là áp dụng tất cả mọi người. Một người đó hết bệnh không hẳn phương thuốc đó, mà có thể là lúc mà họ đang uống thuốc đó, họ cử cái này kia chia sẻ nó giảm cũng có. Chúng ta phải hết sức là cẩn thận. Và không phải chỉ có cái phương thức để tìm hiểu sự thật, mà chúng ta còn phải thể nghiệm. Thể nghiệm, mình nói cái chuyện đó như vậy đó. Nhưng mà thể nghiệm thì một cách nào? Chứ nếu mà chúng ta, trên lý thuyết thì nghe nó đúng đó, nhưng mà đem ra thể nghiệm được thì nó cũng khó. Vì vậy, Lama Green đó là một vị tăng người Đức, và cũng như là Ngài Nyantaphodika, hai người bạn chí thân đó. Những người đó họ nói rằng điều quan trọng nhất của Phật Pháp không phải là ca ngợi những giá trị cao siêu, mà điều quan trọng nhất của Phật Pháp là cái phương thức để đạt được điều đó. Ví dụ như mình nói là mình cũng nên có từ bi tốt đồng ý, nhẫn nại tốt đồng ý. Nhưng mà làm sao để được nhẫn nại, làm sao được để được từ bi, cái phương pháp đó mới là quan trọng. Vì vậy ở trên đời gọi là mình ca ngợi những điều tốt, ai ca ngợi cũng được hết. Nhưng mà bây giờ đem kiểm nghiệm, kiểm làm sao mà cho mình nhìn vấn đề tốt một cách khách quan, làm sao mà chúng ta có thể thể nghiệm được điều đó một cách trung thực, thì chuyện đó nó không đơn giản chút nào. Bởi vì cuộc đời chúng ta thường hay có cái chuyện gọi là thả mồi bắt bóng. Chúng ta nói về thành công, chúng ta nói về hạnh phúc, chúng ta nói về chân lý, chúng ta nói về giải thoát, giác ngộ. Nhưng những điều đó chỉ là sự ca tụng thôi. Ca tụng cho ai ca tụng cũng được hết. Nhưng mà cái phương thức đạt đến như thế nào? Cái khổ của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta thường ca ngợi những giá trị, và chúng ta nghi thơ là chúng ta nghĩ là chúng ta đạt đến những giá trị đó. Ví dụ chúng ta ngợi tự do, ca ngợi dân chủ, ca ngợi nhân quyền. Nhưng mà để có một cái phương thức đạt những điều đó thì không. Chúng ta giống như người ăn bánh vẽ. Một cái người mà ca ngợi sự dân chủ, ca ngợi sự tự do, không nhất thiết người đã hiểu được sự tự do thực sự đâu. Dĩ nhiên chúng ta nói chuyện này có thể đụng chạm đến một số người. Nhưng mà chúng ta thường ăn bánh vẽ là mình nghĩ rằng mình quan hệ với chuyện đó, mình ca ngợi chuyện đó thì đã đạt được rồi. Không phải. Đó chỉ là những khẩu hiệu, đó là những slogan, đó là những chiêu bài. Nhưng mà khi nào mà mình có thể kìm vào sống được điều đó, thì cái chuyện đó mới là quan trọng. Vì vậy, ở trong bài kinh này, thần cơ nó không phải là tất cả, nhưng mà đã cho chúng ta một cái nhìn ở trong nhiều, qua nhiều nội dung của bài kinh đó, là Đức Phật rất chú trọng đến
cái phương thức để đạt đến giác ngộ. Ví dụ như con người không thể hiểu được chân lý, giống như một người móc một món đồ ở trong túi ra đưa bạn nhìn là đây là tiền, đây là dầu thơm, đó là gì đó, bạn nhìn đi. Không phải chân lý phải nhìn được như vậy. Không phải thì gọi người siêu vào đây, tôi nói ô đây là chân lý rồi mình nghe hiểu cái chân lý đâu. Không phải. Và thật ra chính Đức Phật ngài chưa bao giờ ngài nói rằng ồ các con hãy nhìn cái này, hãy tin vào cái này, đây là sự thật, con tin vào sự thật đi. Không có. Đức Phật không dạy như vậy. Mà Đức Phật ngài dạy là khuyên chúng ta mình muốn thành được chánh trí, còn tận được phiền não, muốn gọn được tận được phiền não thì chúng ta phải tu qua giới định tuệ hay là bát chánh đạo. Và muốn tu giới định tuệ bát chánh đạo thì cần có những điều kiện này. Có thể rằng chúng ta nghe không hấp dẫn, hoàn toàn không hấp dẫn. Tại vì sao vậy? Ai mà móc tiền đưa cho chúng ta đó thì chúng ta thích lắm, nhưng mà bày cho chúng ta cách làm ra tiền rồi sao nghe cực quá, nghe khổ quá, nghe mệt quá. Tại sao? Nếu thực tế là bạn cho tôi tiền, tôi không cần những phương pháp. Nhưng mà thưa quý vị, ở trên thực tế thì tất cả chúng ta đều bị thách thức một điều, đó là chúng ta thích mì ăn liền, chúng ta thích cái gì ăn sỏi ở thì, chúng ta thích cái gì mà làm chơi ăn thì. Nhưng cái đó không có chân lý đâu. Cái đó không có chân lý. Đôi khi chân lý đó là một trường hợp gì đó mà tất cả chúng ta, như ông Albert Einstein ông nói rằng, nếu 100 lần thử nghiệm mà 99 lần thất bại mà một lần thành công thì điều đó cũng là đáng kể, điều đó rất là đáng hoan hỷ. Và do vì khi mà chúng ta đọc những bài kinh này thì chúng ta thấy rằng từ xưa, rất là xa xưa thì Đức Phật ngài đã nhấn mạnh đến cái phương thức, ngài nhấn mạnh đến thái độ, ngài nói sự thể nghiệm đối với sự thật. Không ai mà có thể chứng đạt được sự thật mà người đó không có một thái độ khách quan đối với sự thật, không có một thái độ trung thực với sự thật, không có một thái độ nghiêm túc với sự thật, và không có một thái độ tôn trọng sự thật. Có nhiều người hay nói chân lý lắm, nhưng mà bản thân của họ là chứa đầy dễ thành kiến. Họ không bao giờ có thể nhìn sự vật một cách vô tư, mà luôn luôn đem vào bao nhiêu thành kiến. Mà mình nghe người đó nói chuyện xong mình biết rằng cái đầu người đó đã đầy nhóc, đầy áp những thành kiến rồi, không thể nào mình thêm được cái gì hết. Bản họ có cái thí dụ là có một người đến bị thiền sư vấn đạo mà nói nhiều quá, rồi bị thiền sư cứ cầm cái một cái bình trà cứ rót hoài vào trong chén trà, chung trà nước tràn ra ngoài. Thì cái vị tướng quân nói rằng thưa ngài là cái chung trà đã đầy rồi. Thì vị thiền sư nói rằng thật ra thì cái đầu của ông giống như cái chung trà này, nó đã đầy rót bao nhiêu cũng trà. Một người mà đôi khi thưa quý vị, cái thái độ tôn trọng sự thật của chúng ta rất là quan trọng. Và cái người biết tôn trọng sự thật rất khác với một người mà có nhiều kiến văn. Nhiều người họ có kiến văn lắm, nhưng mà họ không có thái độ lắng nghe, không có thái độ tôn trọng sự thật, không có thái độ nghiêm túc ở trong sự thật. Cái thái độ đó là một thái độ thực sự trí đức. Cái thái độ đó là một thái độ thực sự là một người có hiểu biết. Vì vậy, ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta nên cố gắng. Dùng cái việc quan hệ chơi chung. Chúng ta nên cố gắng đặt mình ở trong một cái vị thế mà vị thế đó có khả năng tìm sự thật. Trước kia chúng tôi cũng nói rằng có một câu nói của Krishnamurti mà chúng tôi rất là thích đó. Ông nói rằng cái vai trò của nhà giáo dục không phải là nhìn sự vật dùng cho người khác, mà vai trò của người giáo dục đó là mời vị đó đứng vào một cái vị trí mà vị đó có thể nhìn giống như mình. Hồi còn nhỏ thưa quý vị, chúng tôi lâu thấy một vài con chim rất là đẹp đậu trên cái bồ đề ở Đức Chùa Xử Lý, chỗ chúng tôi với Trình Đoàn Siêu ở đó. Nhưng mà cái cây con chim đẹp, nhưng mà ở trên cây cái tàn nó lớn lắm, và mình thấy mà người chung quanh không thấy. Thì chỉ có một cách đó là mình đứng chỗ nào á thì mình mời cái người đó lại đứng chỗ gần mình và chỉ ngón tay lên cho họ, từ chỗ góc đó họ sẽ thấy được con chim đó, cái mồm nó màu đỏ, cái cổ màu đen vân vân, thì người đó thấy được. Thật đó, Đức Phật ngài không phải là ngài kêu gọi là ngài sẽ thấy giùm chân lý chúng ta, ngài sẽ chứng ngộ chân lý giùm chúng ta, ngài thể nghiệm chân lý giùm chúng ta, nhưng mà ngài giới thiệu con đường đạt đến đó và ngài khuyên chúng ta đứng chỗ nào để thể nhìn thấy
và nhìn thấy chân lý. Nên việc này là một việc đặc biệt và khiến cho chúng ta cần đọc kỹ cái bài kinh này. Chúng tôi biết bài kinh này dài, nhưng quý vị chịu khó đọc kỹ lại và rất là kiên trì tọa từ siêu hôm nay dành chi giờ để nói về bài kinh này. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi lẽ ra còn có một vài điều muốn nói nữa, nhưng mà chúng tôi muốn dành 5 phút còn lại để nhắc thêm là đối với tất cả chư tăng và quý Phật tử, cho dù ở bất cứ nơi nào ở trên thế giới này hiện nay, đặc biệt là ở Hoa Kỳ hay là ở Việt Nam, xin tất cả chúng ta có một cái thái độ cẩn trọng và không nên xem thường bệnh dịch, vì sự xem thường và bệnh dịch đã cho chúng ta trả nhiều cái giá rất đắt. Và nhiều khi chúng ta có những cái quan điểm là tại sao phải thế này, tại sao phải thế kia, đâu có ai ra sao đâu. Có những người mà cũng đi bình thường ngoài phố đâu không chết đâu. Nhưng mà kỳ thật chúng ta nên cẩn trọng. Sự cẩn trọng như vậy nó chỉ có lợi thôi, chứ nó không có gì hại. Sự cẩn trọng nó không bao giờ là một sự dư giả hay là quá dư. Là chúng ta cố gắng rất là cẩn trọng. Bệnh dịch đang lây lan và thưa quý vị, bệnh dịch có một vài cái bí ẩn, một vài bí ẩn không nên ỷ lại. Hôm nay người ta có một số các bài viết cảnh báo về những nước mà gần như là khống chế được bệnh dịch. Thí dụ như Nhật Bản. Ở Nhật Bản có lúc mà họ xem con số bị lây nhiễm rất là thấp, nhưng mà ngày hôm nay là thủ tướng của Nhật, ông sắp phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đặt vấn đề cách ly ở tại Nhật, tại vì đang có sự bùng phát. Và người ta cũng cảnh báo rằng Trung Quốc đang cho mọi người đi chơi trở lại, đi ra ngoài trở lại. Nhưng mà bệnh dịch nó vẫn chưa có tiêu trừ được hoàn toàn. Tôi mong rằng tất cả chúng ta, đôi khi thưa quý vị, cái chuyện mà mình cứ nghe đâu đó có một tin tức như vậy rồi mà ỷ lại thì thật ra không nên. Cái con số người lây nhiễm tại Hoa Kỳ vẫn còn rất lớn. Và không có một cái gì mà bảo đảm hoàn toàn cho chúng ta khi đi ra bên ngoài, kể cả khẩu trang. Khẩu trang giúp một phần chứ không phải giúp tất cả. Kể cả rửa tay cũng không phải làm tất cả. Nên chi, chúng tôi lấy một ví dụ là mình đi vào cái nơi đông người mà trước đó đã từng có người bị lây, họ nói chuyện hay là họ hắt hơi, họ nhảy mũi, thì những cái giọt nước li ti mà chứa đựng siêu vi corona nó vẫn lãng vãng đâu đó, nó dính vào trong quần áo của chúng ta. Chúng ta đeo quần áo lên về nhà, chạy trong nhà và nó vẫn tiếp tục bay trong nhà. Nên chi rất là nguy hiểm, xin được Phật tử cố gắng và cố gắng để đừng ra ngoài nhiều. Nếu trường không trường hợp sanh tử, trường hợp vạn bất đắc dĩ, cho đến khi nào mà người ta tìm được một cái thuốc chủng ngừa và chúng ta được chủng ngừa, cho đến khi nào mà chúng ta tìm được một phương thuốc trị được corona, thì lúc đó mình mới có thể tự tại với corona. Còn hiện tại bây giờ thì sự cẩn trọng luôn luôn là có ích lợi. Một vài điểm cho chúng ta thấy rằng trong những ngày trước thì chính phủ Hoa Kỳ đã từng tuyên bố rất là nhiều lần là khẩu trang không lợi ích gì hết. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, lên Internet có vô số những người hướng dẫn cách làm khẩu trang ở tại nhà, bởi vì lý do là ở tại các bệnh viện đang thiếu khẩu trang một cách trầm trọng. Ở bệnh viện thiếu khẩu trang lắm. Một cách mà người ta dùng được khẩu trang đó là có một nhiều nơi đó họ dùng một cái loại túi lọc. Cái túi lọc này ở trong máy hút bụi đó. Ở trong cái máy hút bụi mình nó có máy túi lọc, và cái túi lọc nào mà nó đạt cái HEPA standard, HEPA là HEPA, HEPA standard. Mình bây giờ ở Mỹ nó hơi khó tìm cái đó một chút, nhưng mà nếu quý vị còn có thể order được online, mua đâu được đó, của những hiệu giống như Hoover hay là Kenmore, mình mua về mình cắt cái túi lọc đó ra, và mình cắt cái túi lọc ra, và chúng ta có thể dùng một cái áo thun của chúng ta làm khẩu trang cũng được. Nhưng mà cái áo thun đó khi mà mình trùm vào đó, thì làm sao mà mình có thể dùng cái bao trong máy hút bụi á, và họ chế máy hút bụi là để nó không có những cái nó chống khuẩn, nên chia rất là tốt để nó chặn ở giữa. Mà quý vị nhớ rằng cái bao nào nó phải có tiêu chuẩn là HEPA đó, để thực hiện những cái khẩu trang như vậy rất là an toàn. Thật ra khăn tay, nếu chúng ta cặp lại cái miếng vải HEPA đó ở bên ngoài cũng được,
Nhưng mà làm sao cho tìm một cái cách nào đó để nó ôm sát cái mũi của chúng ta càng nhiều càng tốt. Và có nhiều người họ dùng cái thi sự là cái áo thun đó, áo thun loại mỏng, họ có thể bao kính đầu và cái chỗ gần cổ thì họ để cho đường mắt ra bên ngoài, mình đeo một kính bảo vệ cũng được. Nhưng mà nói chung là cái gì cũng vậy, cái gì cũng vậy, nó cũng không qua cái chuyện mà cách ly. Hiện nay trên thế giới đó, đang có một cái chứng minh rất là rõ ràng là những quốc gia nào mà sự cách ly, tức là mình ở nhà càng nhiều đó, thì cái mức độ mà lây lan nó đang xuống. Và mong rằng tất cả chư tăng và quý Phật tử nên lưu ý việc này, bớt tiếp xúc. Cái bớt tiếp xúc đó là một chìa khóa vàng, nó là một nguyên tắc rất là quan trọng để chúng ta giữ sự an toàn trong này, hạn chế tối đa. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chư vị giảng sư đã vào Rung đường thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thu lành thai. Con Khai Ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã dẫn dụ dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha. Nhờ Như Quỳnh đế kinh dùm Như Quỳnh đấy.